Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với video của Đồ Thờ Thành Khuyên. Thì có một số bác khách hàng, các bác ấy không biết phân biệt bằng mắt thường sau khi mà phun sơn hoàn thiện cái sản phẩm và bằng chất liệu gỗ đỏ Nam Phi và cái sản phẩm bằng chất liệu bằng gỗ hương đá. Thì trong video này em sẽ chia sẻ cho các bác về cách phân biệt cái màu sơn bằng mắt thường đối với dòng gỗ đỏ Nam Phi và dòng gỗ hương đá. Đầu tiên thì em xin chia sẻ về đặc điểm chung của hai dòng gỗ này. Đối với sản phẩm về dòng gỗ đỏ Nam Phi và dòng gỗ hương đá thì đều là trong những cái sản phẩm thuộc nhóm 1 là loại gỗ tốt trên thị trường hiện nay. Nếu mà các bác để ý trên thị trường thì cái sản phẩm dòng gỗ hương đá và gỗ đỏ Nam Phi trong năm 2021 vừa qua thì rất được nhiều khách hàng tin dùng các bác nhé. Bởi vì hai loại gỗ này đều ít mối mọt, cong vênh và chống va đập rất là tốt. Các sản phẩm về dòng gỗ gõ và gỗ hương đá thì rất là thích nghi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt các bác ạ. Điều thứ hai thì em xin chia sẻ với các bác về cái màu sơn. Đối với cái sản phẩm về dòng gỗ đỏ Nam Phi này thì màu sơn của nó các bác để ý cho em, nó có sẽ màu vàng nâu các bác nhá. Để lâu thì có ngả sang màu đỏ, vàng đỏ. Đấy. Thì các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? Một bộ không gian phòng thờ. Ở đây thì bên em làm cho vị khách ở Thái Bình. Thì bộ này bên em đang bán với giá là 57 triệu đối với bộ sập thờ, vua sập thờ Mai Điểu và bàn cơm là 6,8 triệu. Và bộ cuốn thư câu đối thì cơ sở em đang bán là 21,5 triệu thân chắp đôi, hàng dày 5 phân các bác nhá. Và đặc điểm ở đây thì chú có làm giáp vàng ta. Tuy nhiên thì giá thành giáp vàng ta thì bên cơ sở em là giáp theo yêu cầu của chú là vào khoảng hơn 2 chỉ. Thì bên em dát là vào khoảng hơn 11 triệu đối với dòng vàng ta này, ở dát trên thân cuốn thư các bác nhá. Dát viền và chữ này các bác để ý cho em này, cái sản phẩm này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Cái màu sơn của gỗ đỏ Nam Phi cực kỳ là nổi và sang trọng. Đấy các bác thấy không ạ? Còn sang phía bên này, các bác để ý cho em. Ở bên phía bên này là màu sơn của gỗ hương đá đây, là nó có sẽ có màu cánh gián sáng các bác nhá. Đấy các bác thấy không ạ? Em sẽ quay từ mặt tiền ra mặt hông. Như bộ này thì bên cơ sở em đang làm cho gia đình chú là 52,5 triệu các bác nhá. Rộng 1m07 thôi, chân 24. Còn bộ gỗ đỏ Nam Phi bên kia thì là bên cơ sở em là làm 57 triệu các bác nhá. Là rộng 1m27 và hàng 2 cấp. Đấy, nó có sự chênh lệch như nhau như vậy. Thì các bác nhìn thấy màu sơn không ạ? Đấy, các bác đây, em sẽ quay phần mặt cho các bác xem này. Đây đối với phần mặt đây. Đấy cái màu sơn, màu cánh gián sáng rất là nổi bật. Nó làm cho một không gian phòng thờ rất là sang trọng. Hai bộ sản phẩm gỗ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá rất là đẹp đúng không các bác? Điều thứ ba em xin chia sẻ cho các bác về cái đường vân. Đối với dòng gỗ đỏ Nam Phi đây, các bác để ý cho em, cái đường của vân của nó sẽ thưa hơn. Đấy các bác, nhưng mà nhìn mật độ vân nó không thể dày bằng gỗ hương đá các bác nhá. Thế này các bác này, nhìn nó như kiểu vân núi đấy các bác thấy không ạ? Có những cái thớ vân thì nó thẳng đây như thế này. Đấy các bác thấy đẹp không ạ? Mỗi loại vân thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng biệt khác nhau. Đây các bác sang bên phần gỗ hương đá, em sẽ cho các bác xem vân của gỗ hương đá đây. Vân tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau, các bác để ý cho em nhé. Đấy, có những dạng vân nu như thế này. Đấy, thấy đẹp không ạ? Vân, đây, vân đây. Đấy, Vân nó rất là xoắn các bác ạ. Đấy, các bác để ý cho em. Vân hương đá thì phải nói là nó sẽ nổi bật hơn so với vân gỗ đỏ Nam Phi. Đấy, mỗi loại thì nó sẽ có đặc tính chung và riêng khác nhau thì tùy vào nhu cầu mà các bác sử dụng. Trên đây là em muốn chia sẻ cho các bác về cách phân biệt gỗ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá Nam Phi bằng mắt thường khi mà phun sơn hoàn thiện các bác nhé. Hy vọng là video nó sẽ giúp cho các bác nào mà chưa biết về cái sản phẩm gỗ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá Nam Phi khi hoàn thiện. Thì các bác mà thấy video clip hay bổ ích nhớ đăng ký kênh và ấn nút like hoặc nút chia sẻ cho cơ sở bên em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.